tất cả những chuyện buồn từ nhỏ tới lớn, nỗi phiền phức từ trong ra ngoài đã tạo ra cô. Là một người độc nhất vô nhị, không hề có người thứ hai. Tôi thật sự rất yêu cái bà điên này. Thì ông điên đi chung với bà điên là cặp trời sinh rồi. Cô nghĩ vậy thật sao? Quay đi quẩn lại bao nhiêu năm, lại suy nghĩ thêm nửa năm. Chúng ta đừng tốn thời gian nữa. Khoảnh khắc này tôi muốn bùng nổ rồi. Làm gì vậy? Nè, nè, chờ chút, nè, nè. Tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng mà chưa. Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Yêu tôi không dễ đâu. Chúng ta rõ ràng là trời sinh một cặp mà. Sắp tới còn sống kiếm hợp ích nữa. Nè, sắp tới cô giết, tôi quay, chắc chắn sẽ nổi khắp cõi mạng, khiến cả thế giới ghen tị luôn. Anh nên coi cách hướng dẫn sửa vòi nước. Có phải hay không, anh vẫn bấm thôi. Anh có bệnh mà. Anh đang tính đi đâu? Anh đi mua bia đó. Mỗi lần làm sai đều chỉ biết trốn. Đại biên kịch à, em nói chuyện cô cần khó nghe vậy không? Có phải là anh không được tự do ra vào luôn không? Người tự do nhất trong nhà này là anh rồi đó. Anh tưởng là em không biết hả? Lần nào tan làm cũng ở dưới nhà bấm điện thoại chán chi mới về. Bởi vì anh không muốn cãi nhau với em giống như bây giờ. Anh tưởng em muốn cãi lộn lắm sao? Giúp việc mới thì chưa tới. Má anh thì không đáng tin. Em với anh không thể nào ngày nào cũng lo làm mà không quan tâm Thiên Thiên. Anh từ chối bộ phim đó đi được không? Em cũng vì chuyện của Dạ Đa cho nên mới... Em không quan tâm. Hai người gian díu với nhau thì sao? Anh tưởng ngoại tình là tổn thương nghiêm trọng nhất sao? Anh tưởng là dân tới tận miệng anh cũng không ăn dụng là chung tình nhất, yêu em nhất sao? Xin lỗi nha, không phải đâu. Đối với em mà nói, đó là bây giờ anh nói kiểu gì cũng không được. Em nói với anh là em kiệt quệ mệt mỏi cỡ nào anh vẫn bịch chân như vậy. Như vậy mới là tổn thương nặng nề nhất đối với em. Anh làm cực lực không phải là vì hai người sao? Hồng Kông là như vậy mà, có tiền thì mới có thời gian. Anh đừng có lấy chuyện cải thiện cuộc sống làm cái cớ nữa có được không? Có em và Thiên Thiên hay không anh vẫn theo đuổi ước mơ được mà. Anh vốn là không ngần ngại hy sinh tụi em. Anh đang tự hỏi anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì hai chúng ta. Chỉ có em coi thường sự hy sinh của anh thôi, biết không? Em cũng có hy sinh mà. Bây giờ em đâu còn làm biên kịch, em chỉ nhận bản thảo vậy. Vậy có phải thôi. Là em từ bỏ ước mơ thì anh cũng phải từ bỏ luôn không? Em không muốn từ bỏ ước mơ. Em bị buộc phải dừng lại thôi. Vậy thì cả hai cùng làm người vô dụng luôn đi cho vừa lòng của em. Em không thể nói chuyện với anh nữa. Em cảm thấy chúng ta đã bị mất kết nối rồi. Sau khi em làm mẹ thì như biến thành một người khác vậy. Là do anh vẫn chưa trưởng thành. Là do anh tới tận bây giờ vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em không khóc thì oán hận, không oán hận thì lại chửi. Giống như làm vợ của anh là chuyện thảm thương nhất cuộc đời của em vậy. Trong mắt anh em là người thảm thương như vậy đó. Anh đang cảm thấy cả hai chúng ta đều rất thảm thương đó. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao lúc đó má em lại bỏ đi rồi. Thì đi đi. Dù sao thì ở đây cũng chỉ cãi lộn thôi. Nè, em làm gì vậy? Nè, em đi rồi hả? Nè. Anh tránh ra, tránh ra. Em đi rồi. Buông ra. Anh đã làm sai chuyện gì mà em đối xử với anh như vậy chứ?